Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Eric ân cần sửa áo cho Hòa Minzy khiến fan cũng phải ghen tị. Hành động giúp Hòa Minzy sửa váy áo trước giờ biểu diễn của Eric khiến người hâm mộ cũng phải ghen tị với nữ ca sĩ. Vừa qua, Hòa Minzy trở lại đường đua âm nhạc với MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, được xem là một bom tấn của V-pop. Sau khi MV ra mắt, nữ ca sĩ liên tiếp tham gia các chương trình để quảng bá MV. Trước Hòa Minzy, Eric cũng trình làng ca khúc Em Không Sai Chúng Ta Sai. Cả hai đã cùng nhau tham gia một chương trình âm nhạc và có những hành động quan tâm thân thiết với nhau. Mới đây trên Instagram cá nhân, Hòa Minzy đăng tải bức ảnh chụp cùng Eric. Khi đó, cậu em Eric đang giúp nữ ca sĩ chỉnh lại chiếc váy trước giờ biểu diễn. Hành động ân cần của giọng ca có tất cả nhưng thiếu anh, dành cho chị cả nhà hoa dâm bụt, được người hâm mộ khen ngợi, có phần ghen tị. Cùng với việc đăng tải hình ảnh, Hòa Minzy còn dành lời khen chân thành cho người em của mình. Giọng ca rời bỏ chia sẻ, không có em gái để làm mấy chuyện này nên ông trời thưởng cho những đứa em trai ân cần vậy nè. Tình cảm của chị em nhà hoa dâm bụt quả thật luôn đẹp đẽ giữa showbiz đầy thị phi. Cùng tham gia chương trình âm nhạc, Hòa Minzy và Eric đã có màn song ca cùng nhau đầy ăn ý. Cả hai cùng thể hiện ca khúc Sau Tất Cả, sự hòa hợp trong chất giọng của Hòa Minzy và Eric mang đến cho khán giả tiết mục đầy cảm xúc. Người hâm mộ có thể nhận thấy rằng hai chị em nhà hoa dâm bụt luôn giúp đỡ nhau trong sự nghiệp lẫn cuộc sống thường ngày. Đây là điều giúp cả hai ngày càng có thêm nhiều người hâm mộ, được đông đảo khán giả yêu mến và ủng hộ. Đây vốn dĩ không phải là lần đầu tiên Hòa Minzy và Eric thể hiện tình cảm dành cho nhau. Cả hai cũng nhiều lần nhắc đến nhau trên mạng xã hội, quảng bá từng sản phẩm âm nhạc của nhau. Không nhiều gia đình ngôi sao trong showbiz có thể thân thiết đến vậy.